Rồi, hello, xin chào anh em và các bạn đã đến với kênh YouTube của Thắng Baker ha. Thì hôm nay mình lại tiếp tục lên sóng các mẫu xe máy cũ cho anh em tham khảo ha. Đấy. Thì hôm nay thì lại tiếp tục một số cái mẫu xe máy mới về thì mình lại lên sóng cho anh em tham khảo ha. Đấy. Thì đầu tiên vào video báo giá thì mình cũng chia mỗi khi thì sẽ đọc lại cái địa chỉ cửa hàng để anh em có thể là nắm được thông tin về cửa hàng nhé. Hiện tại thì mình đang đứng ở cửa hàng xe máy Hưng Phát nhé. Đấy. Cửa hàng xe máy Hưng Phát thì nằm ở địa chỉ B7O19 đường Lý Thường Kiệt, khu phố số nhân 1, Dĩ An, Bình Dương. Và số điện thoại cửa hàng là 0967288186 anh em nhé. Và 0926234345. Thì hôm nay thì cửa hàng có một về một số cái mẫu xe tay ga và xe số ha. Thì mình lại lên sóng cho em tham khảo này. Đó. Cửa hàng thì có hỗ trợ trả góp, nhận ship xe toàn quốc nhé. Đấy, và có trao đổi xe luôn. Nên em mà cần trao đổi xe hay là muốn trả góp hay là muốn ship xe về đâu thì mình inbox Zalo nhé. Thì đồng hành với mình hôm nay thì có chị chủ cửa hàng sẽ cập nhật báo giá cùng mình ha. Đấy. Rồi, mình sẽ gặp chị chủ nhá. Rồi, hello chị nhá. Xin chào anh chị em nhá. Đó, là chị Nhung thì, mọi người nhá. Ngay bên cửa hàng là sẽ báo giá xe cho anh em mình vào tham khảo các mẫu xe. Hiện tại có những hôm nay thì cũng có một số xe là mới về thì em để phía trong nhà. Thì xíu nữa em sẽ báo giá những dòng xe số trước ha. Bây giờ em sẽ báo giá xe số trước cho anh em mình. Đó, thì những cái mẫu này thì hiện tại đã có khá là nhiều mẫu xe số. Đã có giảm giá nha anh em. Dạ. Đó. Rồi. Đây như chiếc Jupiter này. Jupiter này đăng ký 2016 nhá. FI nhá anh chị em. Xe là bao đẹp luôn, cứng cáp liền lạc, màu trắng đen. Đúng màu cà vẹt luôn, bao máy zin. Xe rất là cứng thì, luôn. Chiếc này là cửa hàng đang chào bán với giá là 14,8 triệu. Dạ, 14,8. 14,8 mà hiện tại thì đang giảm giá 1 triệu cho anh em mình luôn nhá. Dạ. Còn 13,8 Jupiter biển 770 Tây Ninh. Rồi, dạ, ok chị. Đây có chiếc 59N2 là con Quenfa màu đen bóng này. Quenfa lốc đen. Thì chiếc này là đăng ký 2015. 12,7 triệu, giảm 1 triệu cho anh em mình. Dạ. Còn 11,7. Dạ, còn 11,7 nhá. Xe máy zin nhá. Dạ. Rồi. Rồi có chiếc YRS biển số 24K9 này. Biển số 24 thì mẫu này là mẫu này thì con này là chưa rút hồ sơ nhá anh em. Dạ. Chưa rút hồ sơ thì em bán 11,8 triệu. Dạ, ok. 11,8 triệu giảm cho anh em mình 1 triệu. Còn rồi, 10,8 triệu. Còn 10,8 triệu ha. Rồi. Còn những cái dòng mà như là còn những cái con mà em rút hồ sơ sẵn rồi thì 1, 2, 3, 4 chiếc này thì đều rút hồ sơ rồi nhé. Yeah. Rút hồ sơ rồi thì giá bao hồ sơ là 12,8 triệu. Yeah. Và giảm cho anh em mình 1 triệu. Còn 11,8 còn 11,8 nhé. Máy bao zin, áo yeah. ngoài là có giảm tuốt rồi nhé. Yeah. Cái mẫu xe số thì mình có hỗ trợ cho góp không chị nhỉ? À có em. À, có hả chị? Xe số hay xe ga gì anh em mình cứ kẹt về vấn đề tài chính thì mình cứ thể liên hệ qua Zalo để được cửa hàng hỗ trợ trả góp nhanh chóng. Dạ. Thì trả góp thì vẫn trả trước 40%. Dạ, trả trước 40% anh em nhé. Không nợ xấu ha. Hiện tại bây giờ thì ngân hàng nó làm rất là khó anh chị em ạ. Dạ, đúng rồi. Nên là tại vì nợ xấu anh em mình mua nên là nợ xấu nhiều nên là ngân hàng siết rất là chặt nên là bắt buộc mình trả trước 40%. Dạ, ok. Rồi. Đây chiếc Jupiter này thì 207. Jupiter 207 con này là 7,3 triệu. Rớt dạ. máy rồi anh em. À, chiếc này giảm 1 triệu, còn 6,3 triệu. Đó, còn 6,3 triệu em nhé. Đó, anh em mà cần xe đi làm thì có thể là tham khảo chiếc này này. Đó, máy móc thì mình có nổ rồi, máy móc cực êm luôn. Đó, đúng rồi, đề nhẹ là nổ thôi. Khỏi nói luôn, khỏi bàn. Ở bên này thì có đồng RSX. RSX biển 54. 9,9 triệu, giảm 1 triệu, còn 8,9 triệu. Dạ. Đó, 8,9 triệu thôi. Bao máy zin nhé. Dạ. Đấy, anh em mình mà mua online thì mình cứ cọc xe. Kết bạn Zalo cho em này thì em sẽ gửi hình ảnh rồi là gửi video đủ các kiểu để anh em mình có thể tham khảo thoải mái. Yeah. Trước khi mua online. Đấy, miền Tây thì cứ cọc cho em tầm 2 triệu thì ship xe. Còn miền Bắc là mình cọc cho em giúp em 3 triệu. Đấy là có ship xe từ Nam ra Bắc luôn. Dạ, yeah, ok. Còn nếu như góp thì mình tới trực tiếp cửa hàng. Rồi, hai chiếc Quay 209 này. Quay 209 này thì... À quên, Quay 202. 202. Quay 202 lốc đen. Hai chiếc này thì rớt máy rồi. Rớt máy rồi bán 9,9 triệu thôi. Giảm giá cho anh em mình 1 triệu luôn.
Mỗi con 1 triệu thì còn 8,9 triệu. 8,9 triệu. Mỗi một con là 8,9 triệu nhé. Con này biển 33 này. Rồi con này biển 93 Bình Phước này. 93 Bình Phước. Quay 202. Quay 202 về máy chạy rất là êm luôn anh chị em. Biết con này còn bình không? Đó. Máy móc cực êm luôn nhá. Xe thì cũng đề nhẹ là nổ thôi anh em. Máy rất nhẹ ha. Đây 202 đấy. Rồi, rớt máy rồi có giá rất là rẻ luôn. 9,9 triệu giảm 1 triệu còn 8,9 triệu. 8,9 triệu thôi. Rồi hôm nay thì có đồng Sirius nữa. Rồi tiếp theo là Sirius RC. Bánh mâm thắng đĩa nhá. Bao máy zin luôn. À rồi chiếc này là 9,9 triệu này. 9,9 triệu mà giảm cho anh em mình 1 triệu còn 8,9 triệu. Rồi còn 8,9 triệu luôn. Máy bao zin luôn. Rồi. Rồi 37 Nghệ An là chiếc Sirius đúng đăng ký 2014-2015. Bánh mâm thắng đĩa ha. Rồi chiếc này là 10,6 triệu. Giảm cho anh em mình 1 triệu. Còn 9,6 triệu. Còn 9,6 triệu. Biển 37 Nghệ An. Tiếp theo cũng là Sirius biển số 62. Rồi. Thì chiếc này cũng 10,6 triệu. Giảm 1 triệu. Còn 9,6 triệu nha anh em. Rồi ok ha. Đấy, có hỗ trợ trao đổi xe luôn. Thì anh em mình muốn đổi màu, đổi phong thủy thì mình có thể là đưa xe trực tiếp tới cửa hàng trao đổi. Thì xe cứ giấy tờ đầy đủ là bên cửa hàng sẽ trao đổi thôi. Đó, anh em cần thông tin chiếc xe nào mình cứ inbox Zalo nhé. Đó. Bên này thì có Exciter 135. S135 nhá. S135 biển số 93 Bình Phước, màu xanh trắng GP. Mẫu này là 2012 này anh chị em. Đấy, cái lốc máy mà 2012 thì anh chị em mình nó sẽ là màu bạc, còn 2013, 14 thì nó sẽ là màu đen. Đấy, bao máy zin cho anh em mình nhá. Biển 93 Bình Phước. Rồi chiếc này là 15,6. Giảm cho anh em mình 1 triệu còn 14,6. Còn 14,6 anh em nhá. Bao zin luôn. Ok. Cái này thì có future LED này, future đèn LED nhé. Future đèn LED nhé, mẫu 2019, màu bạc, biển số 37 Nghệ An, khóa còn 2 chìa, bao máy zin. Nước sơn chưa một lần dặm tuốt luôn, đấy. Nước sơn zin của nó luôn. Rồi đúng chiếc là... này là bán 23,6 triệu, giảm cho anh em mình 1 triệu, còn 22,6 triệu nhé. Future đèn LED, đó, mẫu này chạy rất là êm này, khỏe máy. Future còn rất là đẹp anh em nhé. Bên trong này còn quay 110, quay black, biển số 65H1 này, màu trắng, đăng ký 2016. 11,8 triệu. 11, giảm 1 triệu còn 10,8 triệu. 10,8 triệu nhé. Rồi. Đó, okay. Những dòng xe số thì cũng tầm vừa tiền thôi anh chị em. Mình đi làm thì mình ưng chiếc nào thì mình cứ cọc xe này. Tay tay ga này anh em nhé. Cái này thì có AB ha. AB thì quân trong là AB 2008. Rồi xăng cơ 2008 này, biển 60 Đồng Nai, màu đỏ đen. Chiếc này là 10,7 triệu nhá, máy bao zin. 10,7 triệu giảm 1 triệu luôn. Còn 9,7 triệu nhé. 9,7 triệu thôi. Đúng rồi. 60. Rồi 37C1 AB đăng ký 2016 màu đen bóng. Thì chiếc này là 22,6 triệu. 226 ha. 226 giảm 1 triệu còn 216. Đó cũng còn 216 thôi. Đây AB đăng ký 2019 nhé. Biển 38 này. 38 Hà Tĩnh. Rất đẹp này, màu đỏ. Màu đỏ. Đẹp luôn. Rồi, chiếc này là 27,8 triệu, giảm 1 triệu còn 26,8 triệu, khóa mắc cây, mót còn 2 tia luôn. 26,8 triệu xe cực kỳ đẹp luôn. Những dòng xe này thì bao zin nhá, có bảo hành cục máy luôn nhá anh em. À rồi, ok. À cửa hàng thì có bảo hành máy anh em nhé. Có bảo hành máy đấy, anh em mình cứ yên tâm. À, yên tâm ha. À. Rồi, mẫu mới này. AB mẫu mới em này. Mẫu mới 125. 125 mẫu biển 79 Nha Trang nhá, khóa thông minh. Thì chiếc này là em bán là 31,8 triệu. Giảm 1 triệu cho anh em mình còn 30,8. 30,8 luôn. Mót 2 chìa, biển Nha Trang. Rất mới luôn, 2022 ha. Đen nhám. Dạ. Rồi. Đây có mẫu 2019. 2019 khóa mắc cây nhá. Biển 36 Thanh Hóa, xe bền rất là đẹp luôn anh chị em. Bao luôn, không có một vết trầy luôn. Dạ. Xe người ta đi rất kỹ nên là nhìn rất là ok. Còn thì này chiếc là này em bán 28 triệu. 289 này chị. 28,9 triệu. Giảm cho anh em mình 1 triệu. Còn 279 279. Biển 36 Thanh Hóa. Yeah. Cửa hàng có rút hồ sơ sang tên đổi chủ cho khách nhá. Nên là khách cứ yên tâm. Biển ở đâu, hộ khẩu ở đâu thì mình sẽ sang tên ở đó thôi. Nên là cái biển xe cũ thì mình cũng không quan trọng. Anh em mình mua thì em sẽ hỗ trợ làm giấy tờ cho anh em mình. Rồi chiếc này là biển số 61 này, 61E này. Đen nhám luôn nha anh em. 2017. Chiếc này 22,8 triệu, giảm 1 triệu. Còn 218. 218 rồi. Cũng là phiên bản đen nhám luôn thì chiếc này biển số 62. 22,8 triệu, giảm 1 triệu. Còn 218.
Đây bên trong này là con 37 Nghệ An thì khóa thông minh nha anh em. Quả mắc cây đời 2018, 27 triệu 8 luôn. Dạ. Giảm 1 triệu còn 26,8. 26,8 nhé, rồi. Cũng có, hôm nay thì cũng có những dòng mới về thì chiếc nào, ví dụ như chiếc nào mà giảm giá thì em sẽ đọc báo giảm giá luôn. Còn con nào mà mới về trong ngày hôm nay thì em bán sát giá luôn thì sẽ không giảm 1 triệu nữa nha anh em. Rồi, đây có mẫu AB219 luôn. Chiếc này đang giảm quá trời luôn anh em, 69. 69 cả mau màu bạc nhá. 2019 thì chiếc này là 27 triệu 5. À. Giảm cho anh em mình 2 triệu rưỡi luôn. 2 triệu rưỡi luôn. Còn 25. Còn 25 thôi. 25 tròn luôn anh em nhé. Đó, đấy, màu bạc nhé, khóa thông minh luôn. Đăng ký 2019, xe bao đẹp luôn, rất là êm. Ok. Rồi chiếc màu cam đen này là biển số 61H này. Thì chiếc này đăng ký 2016 nhá. 21,8 triệu đúng không em? 21,8 chị ạ. 21,8 giảm 1 triệu còn 20,8. Đó, 20,8 thôi anh em nhé. 2016. Rồi, mẫu 2019 màu xanh đen này, biển 67 An Giang. 2019 này thì em bán 24,6, 24,6 giảm 1 triệu còn 23,6. Ôi, đăng ký 2019 mà chỉ có 23 triệu 6. 23,6 thôi anh em nhé. Giá rất là mềm luôn. Đây có chiếc này mới về này. Chiếc này là 215 thì 2014 215. Màu bạc mới về này, biển số 93 Bình Phước, 18,8 triệu. Đó. Những cái dòng mới về này thì bán sát giá luôn. Báo sát giá rồi ha. 18,8 triệu. Mới về là báo sát giá là không có giảm ha. Đó. Màu bạc, xe đẹp luôn nhá. Xe có vô inox nên là nhìn rất là sáng xe. Thì màu này nó cũng rất là đẹp luôn. Còn chiếc con này là 20. Con này 214 này, 93 Bình Phước nhá. 14 triệu, 18 triệu 3. 18 triệu 3 giảm 1 triệu còn 17,3. Rồi hai chiếc này biển số 47 này. Màu đỏ đen nhá, biển số 47. 18 triệu 6 hay là 18 triệu 6? 18 triệu 8. 18 triệu 8 nhá. Hai con đồng giá luôn. 214 ha. Cùng đời luôn 214, okay. Biển 93 Bình Phước. Bình Phước. Còn rồi chiếc trong đây là biển số 59. 18 triệu 9. Đăng ký 2015 màu đỏ đen. Có những cái dòng xe mà tầm 2014, 2015 này thì máy chạy rất là bền luôn anh chị em. Có cửa hàng thì đang về mẫu AB rất là nhiều. 207, 08, 09 đều có hết nhá. Đây có dòng côn tay. Côn tay có côn tay có 150. Ek 150 nha anh em, 150 đỏ nhám. Biển 37 Nghệ An, xe rất là đẹp luôn. Đó. Máy sạch sẽ nhá. Bao zin 2020. 2020. Ở chiếc này là 24,8 giảm 1 triệu còn 23,8. Xe rất đẹp anh em nhé. Nhá, mẫu đèn led. Biển 37 Nghệ An ha. Rồi. Biển số 18 Nam Định. Chiếc V3. Chiếc V3 này rất là đẹp luôn anh chị em. Những này nhìn ốc tán này rất là sáng luôn nhé. Xe rất là mới, trước khi có báo cho anh em rồi. Hơn 4.000 cây thôi. Hơn 4.000 cây thôi, bao đẹp luôn anh chị em. Nước sơn còn đậm màu luôn này, màu đỏ đen, màu trắng đen. Anh chị em mình có thể nhìn kỹ dàn chân ốc tán này. Ốc tán và sang trưng luôn anh nhé. Nói chung là 4.000 cây. Lốp chảy cùi luôn. Mới, ha. Biển Nam Định 18, rút được hồ sơ nha anh em, yên tâm. Đấy, nếu như mà khu vực miền Tây thì mình muốn rút hồ sơ thì em sẽ rút. Còn như mà miền Bắc thì mình ưng chiếc này thì đây 18 biển cùng ngoài Bắc luôn. Rồi chiếc này V3 này cái hàng bán là 26,6. Rồi. 26,6 giảm cho anh em mình 1 triệu nhé. Còn 25,6. 25,6 nhé. Xe cực mới luôn. Đó. Bên đây thì có mẫu tay ga dân nút tay này. Tay ga. Noja. Noja. Rồi chiếc Noja này là biển 60 Đồng Nai nhé anh em. Màu vàng. Rồi chiếc này là 12 triệu 8. Giảm 1 triệu còn 11,8 nhé anh em. Đó. Đăng ký 2013 biển Đồng Nai nên là xe còn rất là mới luôn. Còn 11 triệu 8 thôi, có Noja rất đẹp anh em nhé. Rồi con Vision này là biển 37 Nghệ An. Vision là mẫu 2019. 2019 em còn 3 chiếc này. Màu xám đen, màu trắng và màu đen nhám luôn. Thì 3 chiếc này đều cùng đời hết. Thì 2019 khóa thông minh. Mỗi một con như vậy là đồng giá là 23,9 triệu. Và giảm cho anh em mình mỗi con 1 triệu. Rồi, còn 22,9 triệu nhé. Con này biển số ở đâu chị nhỉ? Chị biển số 37 này, 38 này, biển số 95 Hậu Giang này. Ok ha.
Đây, còn chiếc Vision trong cùng này là 214. Vision 214 biển thành phố 59. Chiếc này là 14.800.000, giảm 1.000.000, còn 13.800.000. 13.8 thôi ha. Mẫu Vision đời đầu. Nay vẫn còn đây còn một chiếc S135 nữa anh em nhé. S35 còn 2 con nữa thôi anh chị em. Đang giảm giá anh em mình tranh thủ nhé. Thì chiếc này là bồi biển 48C1 này. Biển 48C1 màu đỏ đen bạc thì chiếc này là 15.6 giảm 1.000.000 còn 14.6 nha anh em. Máy là bao zin luôn. Rồi. Okay. Xe đẹp. Rồi, chiếc AB đầu bò AB biển đầu 75. Bò. 75 Huế màu đỏ đen. Thì chiếc này là 12.9 đúng không? 12.9 à. 11.9 chứ. Dạ. 11.9 giảm 1.000.000 còn 10.9 nhá. 10.9 nhá. Đó. Xe là bao máy zin. Xe còn rất là cứng luôn nhá. Đấy. Rồi, 36 Thanh Hóa là con gian nút màu cà phê. Dàn chiếc này 16.6 giảm 1.5 triệu. Còn 15. Rồi, còn 15.6 ha. Đây có hai chiếc Lead này. Honda Lead ha. Honda Lead màu xanh nhớt nha anh em. Yeah. Màu xanh nhớt rất là đẹp luôn. Chiếc này đăng ký 2019 này. Khóa mắc cây 24.8 triệu, giảm 1.000.000 cho anh em mình luôn. Còn 23.8 ha. Rồi. Xe cứng cáp liền lạc nha anh em. Đó, anh em nào mà cần mẫu này thì gọi mẫu này mà gọi chở hàng thì rất là đỉnh luôn. Đó, đi rất là đầm máy mà cốp rộng này, bỏ được rất là nhiều đồ. Ok. Chiếc này là khóa thông minh nhá, biển 93. Rồi, con này là 94 màu đỏ. Chiếc màu đỏ này là đèn led 2017 này. 21.8 triệu. Giảm 1.000.000. Còn 20.8 triệu 28 nhá, 2017 nhá. Còn hai chiếc Dit thì chạy rất là đầm máy. Rồi. Đây là này về thêm được mấy chiếc nữa. Chiếc bên trong là Winner X V2 ha. Winner X này, V2 nha anh em. Yeah. Bao đẹp luôn. Đó, ABS luôn á. ABS luôn. Con này thì chạy được 18.000. Gương kiếng còn đầy đủ luôn. Yeah. Xe là không có một vết cày luôn nha anh chị em. Có đẹp luôn nha. Bao đẹp luôn. Đó. 2021 xe cực đẹp luôn. Màu đỏ đen này nhìn rất là mới này. Xe mới là mình. Biển số 62. Ô đô 18.000. Máy bao luôn nha anh chị em. Ốc tán anh chị em mình nhìn kỹ là máy sạch sẽ nhá. Áo rất là ok luôn. Đấy, từ dàn chân ốc tán này, nhìn này. Rất là ok luôn. Rất là đẹp luôn em nhá. Xe nhìn mới lắm ha. Thắng ABS luôn nha anh em. Thắng ABS ha. Ô, chiếc này là 22.8 triệu. Ờ. Thì mẫu này mấy mẫu này là mới về này. Thì bên cửa hàng là bán sát giá luôn. Thì sẽ không giảm giá 1.000.000 nữa nha em. Đúng rồi. Đấy còn những cái mẫu mà trước đấy thì là có giảm giá. Còn mấy cái mẫu này... cũ mới giảm giá ha. Còn đúng rồi. Mẫu mới còn, về thì báo sát giá luôn rồi. Mấy con mới về này thì báo sát giá luôn. Đó. Là 22.8 triệu nha anh em. Đó, zin nguyên bản em nhá. Có đẹp luôn. Zin nguyên bản luôn. Rồi. Còn bên đây có chiếc AB, con này AB 125 à chị? Cái này cũng mới về 125 đúng rồi, 125 ha. AB 125 nha anh em, biển 69. 69 Cà Mau. Xe này. Màu bạc nhá, rất là đẹp luôn anh chị. Màu bạc, màu sơn 3D à. Thường thường à. Mới về chị cũng chưa coi nữa. Đó. Biển số 69E1. Rồi màu bạc nhìn rất là đẹp luôn anh chị em, nhìn xe cứng cáp liền lạc nhá. Xe là vô inox rất là nhiều luôn. Nó đã màu bạc rồi còn thêm vô inox nữa nhìn rồi. Nhìn nó rất là sáng xe. Đấy thì anh em nào mình cần sử dụng mẫu này thì mình liên hệ nhá anh em. Thì xe mới về đây bán sát giá là bao nhiêu đây? 29.8 triệu nhá. Rồi. 2020. Đâu, ô đô chạy biển, bao nhiêu đâu? Biển 69 ha, 69 Cà Mau. Rồi, mã cần thế. Cái con này chắc cũng mới chạy thôi. Cái này có trông trộm. Thôi cái này xíu nữa thì sau đi. Anh Hưng mở nha, cái này khóa chống trộm cũng không biết nó ở đâu nữa. Khóa chống trộm mà. Cũng mới về mới rửa xong chứ. Mới rửa xong chưa kịp coi nữa anh chị em bà con. Đó, rồi, okay. Chiếc này là 20
29,8 triệu. 29,8 triệu nhá. Đó, xe anh em màu nào vàng, mà quan tâm thì mình cứ inbox Zalo nhá. Đó, cửa hàng sẽ quay video cho anh em xem ha. Rồi. Bên này thì có dòng chiếc SH biển số 62C1. Đó. Thì con này là khóa mắc cây này nha. Khóa mắc cây nhá. Đăng ký 2018. Xe rất là êm luôn anh chị em. Nó thì bao thì thầm luôn nhá. Đó. Bao nhiêu 2018 là khóa, có khóa mắc cây rồi ha. Đó. Mắc cây nha anh máy em. Mắc phì... Màu trắng biển 62. Khó thì thầm luôn, nổ máy mà không nghe tiếng máy luôn anh em nhá. Đó. Bao đẹp luôn nhá, rất là êm. Đấy SH Sport hôm nay về hai chiếc màu trắng luôn nhá. Hai chiếc luôn. Màu trắng đi bao đẹp luôn. Rồi chiếc này là hàng bán là 37. 37 triệu 6. 37 triệu 6 nha anh em. Đó, 2018 xe rất đẹp anh em nhá. Còn chiếc bên này là đăng ký bao nhiêu chị nhỉ? Này chưa thấy. Chiếc này 216 này. 216 á. Ờ chiếc này 216. 216 thì biển 63 Tiền Giang. Rồi chiếc này là 32 triệu 8 này, khóa chìa. Đây test thử máy luôn đi. Rất là êm luôn. Đó. Có thì thầm luôn anh em nhé. Đấy xíu nữa em có thể quay phía đằng sau biển cho khách coi được okay. Không? Ok, em quay em vòng đằng sau cho anh em xem cái biển số luôn ha. Đấy, xe quay phía sau biển cho anh em mình xem nhá. Thì ưng chiếc nào, mẫu nào thì mình có thể chụp cái biển số qua Zalo cho em. Em sẽ tư vấn báo giá cho anh em mình luôn. Đó. Đó, những cái mẫu này mới về em báo sát giá luôn nhá. Đó, mấy chiếc này là mới về ha. Mới về, mới rửa xong luôn. Đó. Rồi, còn bên này thì có một mấy chiếc Nô này, Nô 4 nè. Nô 5. À, Nô 5. Nô 5 4 bán rồi. À, rồi, Nô 5. Đây, Nô 5 nha anh em. Hôm nay còn 3 chiếc thôi. Đó, biển 93, cũng đang giảm giá 97. Cho anh em mình đây. 9 triệu 3 giảm giá, mỗi con 1 triệu còn 8 triệu 3 thôi. À, mấy chiếc này là biển 93 Bình Phước này. Đó. Bao máy zin. Đó, 8 triệu 3 đồng giá hết thì ha. Đúng rồi, 8 triệu 3 đồng giá hết. Đó, à, anh em mình tranh thủ nha, còn 3 chiếc nữa thôi. Đó, còn 3 thì chiếc. Áp dụng hết tháng 6 này nha. Đó. Hôm nay thì có mấy chiếc mới về này, với một số cái dòng xe cũ là vẫn giảm giá anh nhá. Đúng rồi. Đó. Còn cái dòng xe mới này thì là báo sát giá là không có giảm nữa này. Đó. Nên anh em mà cần thông tin về chiếc màn này, chiếc nào thì mình inbox Zalo ha. Đó, hai số Zalo thì mình có ghi trên màn hình rồi. Nên anh em mà cần thông tin hay giá chiếc nào hay là muốn ship xe về đâu thì mình inbox Zalo nhá. Thì mình sẽ đọc lại cái địa chỉ một lần nữa ha. Anh em ở gần thì mình có thể là chạy đến trực tiếp đi xem xe. Anh em ở xa thì mình inbox Zalo. Cửa hàng sẽ ship xe cho anh em ha. Đấy. À, địa chỉ cửa hàng là B7O19 đường Lý Thường Kiệt, khu phố Thông Nhân 1, Dĩ An, Bình Dương. Và số điện thoại cửa hàng là 0967288186 nhé. Và 0926234345. Cửa hàng có giao lưu, trao đổi ha. Hỗ trợ trả góp và ship xe toàn quốc nhé. Còn bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Và hẹn gặp lại anh em những cái video tiếp theo. Anh em nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông và chia sẻ cho mình sẽ tiếp tục review các mẫu xe khác cho anh em ha. Còn bây giờ xin chào ha. Rồi ok, rồi xin chào chị Nhung nhá. Dạ xin chào anh chị em nhá. Thì mình có quan tâm tới dòng nào thì mình cứ kết bạn cho em qua số trên màn hình, thì có hai số điện thoại đó em đều dùng Zalo hết, cửa hàng đều dùng Zalo hết. Dạ ok chị. Đó, anh em mà quan tâm cái mẫu xe nào thì mình cứ inbox Zalo nhá. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em những cái video sau ha.